Chào mọi người, hôm nay mình lại có một clip đi giải ở tài khoản của mình. Thì cho mọi người xem qua hồ sơ của thanh niên này nhé. Một thanh niên 19 và win 90%. Mọi người cũng gọi là hiểu được là nó mạnh như thế nào nhé. Mọi người cùng xem trận đấu luôn. 19 và win 90% thì cũng không phải dễ. Và thằng này cũng khá là mạnh. Và đây là trận đấu do mình đánh. Quay clip thì lại có cái thông báo này. Do mình đánh nhá. Chứ không phải là trận đấu do các anh mình chơi. Thì nói chung là mọi người có thể xem để biết được cái chiến thuật chơi ở League 2 của đỏ là như thế nào ở cái giải đấu lần này. Để League 2, League 3 đều chơi kiểu như mình được. Còn League thấp hơn thì không chơi kiểu này được. Vì là nó khác biệt với quân. Tất nhiên là vẫn dùng những cái loại quân hạng nhẹ thôi. Nhưng mà tùy theo từng trận và mình đánh. Chứ còn League 2, League 3 thì chơi kiểu như mình được này. Cứ ra lính 2, vậy xem 1, tỉa này. Tỉa không cần nhiều đâu, cần ít thôi. Lính 2 xem 1, sau đó mình đi quản map lúc đầu. Nhưng mà các bạn phải nhặt hơn hộp nhá. Không hơn hộp là khoai đấy. Khi hơn hộp thì là mình bắt đầu có nhiều tiền để mình ra các loại quân này được. Sau đó thì lấy cái lợi thế ra quân này thì mình có thể sẽ chậm lại so với nó một chút hoặc là bằng thôi. Vì nếu mà tùy theo số lượng lúc đầu bạn hơn là bao nhiêu hộp này. Thì mình cứ kiểm soát này. Nó cũng cho lính 1 đi kiểm soát đấy. Nhưng mà mình kiểm soát mạnh hơn. Mọi người thấy cho xe 1 phải chạy liên tục. Nếu mà đối đầu với lính 1 của xanh thì phải chạy. Chứ đương nhiên là sát thương nó gây nên nhiều hơn nhé. Vì nó có cái gọi là bắn hụt đấy. Hay là mọi người chạy thì nó sẽ bắn hụt đi và sát thương gây nên ít hơn. Lúc này mình đã lên thành công trung tâm chỉ huy cấp 3. Và bắt đầu xây thêm các cái công trình khác nữa. Khi mình có một lượng quân mình đứng đây rồi. Kể cả con địch có lên nhà 3 ra rớt thì mình không sợ vì mình có lính 2 rồi mà. Thì lúc này mình chỉ cần ra thêm nhím này để tránh quân địch ra máy bay nhé. Và gần như là chắc chắn sẽ chơi máy bay. Và mình cũng phải chơi máy bay. Không chơi máy bay không được. Vì là khi mà đây là cái bản đồ để quán hộp. Vậy là lúc quân địch sẽ kiểu gì cũng sẽ cho máy bay đi chính xác ở các góc này để tiêu diệt quân của mình. Thì lúc cái máy bay của mình có thể đánh chặn hoặc là cũng dùng máy bay để tiêu diệt đi các cái quân của chúng nó. Và tiện thể dò nhà nữa. Và các hộp mình nhặt khá là triệt để. Khi mà khu vực giữa hai bên này là khu vực nhiều hộp nhất thì mình đều chiếm được. Đấy, như đây là thêm hai cái hộp này. Tài nguyên cực kỳ nhiều luôn. Và dựa vào những cái lượng tài nguyên này thì mình có thể ra quân nhiều hơn hoặc là lên nhà nhanh hơn, sớm hơn và ép nhà nó. Nếu mà nó thủ mạnh ý, thì mọi người đừng có ép nó quá, đừng có tấn công nó. Thích thì chơi ma mút rỉa từ ngoài thôi, không thì nên hẳn hạt nhân bắn. Đấy, như mình lên nhà chơi cấp 4 này, tài nguyên rất là nhiều luôn. Lính 2 mình vẫn là đều, vì là tầm này lính 2 vẫn chơi lại được rớt, không có vấn đề gì cả. Rồi mình bắt đầu đưa quân lên khu vực đồi nhà nó đứng. Và mình đang phải cho quân tán ra. Vì đứng tập trung thì bị máy bay nó gây sát thương lan. Hoặc kể cả rớt của nó cũng vậy, gây sát thương lan. Này thì nó bắt đầu cho lính 1 ra. Và tầm này mình nghĩ là tỉa quãng được, không có cũng không sao lắm đâu. Vì chỉ cần lính 2 với lại xe phòng không cũng máy bay thôi. Xe 1 lúc đầu nữa để nhặt hộp, chiếm hộp lúc đầu. Vì là bên kia có ra lính ấy, thì nhím mình cũng có thể bắn được lính. Và nó có máy bay thì nhím cũng hạ máy bay. Lính 2 thì sẽ thay Jaguar để tấn công rớt thôi. Mình cứ án ngữ quân đấy, mình không phải tấn công, mình cứ đứng đây thôi. Nó không làm gì được cả. Đấy, rớt nó ra tấn công thì mình lại đưa quân thêm lên. Nếu mà nhiều quá thì mình đưa quân lên. Hoặc là cho máy bay tấn công. Máy bay nó không dám đánh mà vì là nhím số lượng ở đây 5 con này là cũng đủ.
để tiêu diệt 4 máy bay của nó rồi. Tuy nhiên là nếu mà nó có tầm nhìn, nó bắn tập trung vào một con ở pha đầu tiên thì sẽ khó chơi. Thế nhưng mà nếu như thế nó không thể gây được sát thương lên các loại quân mặt đất của mình, mình cũng không phải lo lắng gì cả. Thì chơi kiểu này rất là nhàn. Và bên địch thì lên thẳng trung tâm chỉ có 4 luôn. Tuy là tài nguyên nó ít hơn mình nhưng mà vẫn lên nhà 4 để nó ra được nhiều máy bay. Còn map kiểu chơi của nó có lẽ là chơi máy bay. Và mình phải ra chim nhé. Chim là cái cực kỳ quan trọng luôn. Bên kia nó có chơi ném bom hoặc chơi chim, mình có cái mà chống. Vì là nhím ấy, bắn máy bay có sát thương với máy bay ấy, tuy nhiên là nó không rát đâu, không, không quá là mạnh. Vậy là máy bay, khắc chế máy bay là cách tốt nhất để mình chơi với nó. Và dàn quân thì các bạn nên đứng nó thưa thưa ra, đứng gần thì máy bay hoặc là các cái đơn vị khác nó có cái sát thương lan ấy thì bắn nó sẽ rất là rát vào quân của mình, gây nhiều sát thương hơn trong một lần bắn. Đây lính trinh sát hộp ở đây thì bị máy bay nó rỉa khá là nhiều, mình có cho đi ấy lại tấn công lại thì nó lại rút về, và sau khi mình rút về thì nó sẽ cho quay lại đây ngay. Phải đánh cũng khá là tỉnh đấy. Đây mọi người thấy sau khi quân mình vừa về cái là nó cho đi ngay, để là hack não nhau thôi. Bắt đầu mình cho thêm răng vua đây, ngoài đến hai mới phải có răng vua thì răng vua máu nó trâu và đam thì nó cũng nhiều. Tầm này răng vua vẫn dùng khá là ổn rồi. Bên kia thì rớt không có quá nhiều, có vài con đứng đây thôi, còn máy bay thì nó cũng không đông lắm. Mình đổi máy bay với nó. Đấy, tấn công dùng máy bay của mình để tấn công máy bay của nó. Lúc này số lượng tài nguyên mình nhặt khá là lớn và mình đã lên thành công trung tâm chỉ huy cấp 5 luôn. Và lượng tài nguyên dư rất là nhiều. Đánh các bạn cũng thấy mình đánh rất là nhàn, không phải điều quân tấn công quá là vất vả lắm. Pha này thì nếu quân mình chết hết, quân để chống hạng nặng phải chết hết nên là mình đã phải lui về một tơn. Không sao cả, tài nguyên mình hơn mà, lo gì, cứ lui về một chút. Khi có khói thì nó công mình làm sao được, nó phải có ném bom cơ, nó chơi mới lại mình được. Cũng này quân địch chiếm lại được cái phần đồi nho nhỏ trước mặt đó này, nhưng mà cũng không thể tiến công được khi mà quân nó rất là ít. Và cái phần này thì hộp cũng không có quá nhiều, thỉnh thoảng mới có một hai hộp thôi. Và mình sẽ chiếm lại ngay thôi vì là mình đã có khói rồi, không phải lo. Này thì mình đã xây thêm sân bay để ra thêm nhiều máy bay hơn. Nó nếu mà nó có ném bom thì mình phải xây 2-3 sân bay, nhưng mà chỉ ra hai cái thôi, vì nếu mà ra cả ba cái thì nó ném bom mất sân bay thì là mình sẽ bị lỗ máy bay. Mình luôn phải có một cái sân bay dự phòng trong cái lúc mà bên địch có máy bay ném bom hoặc là nó quá nhiều máy bay. Đây thì có một pha combat ở đây, lính hai được sự che chở bởi khói và răng vua đó, bắn rất là rát. Bên kia thì bắn chỉ định khá là tốt khi mà bắn chuẩn vào con khói của mình, nhưng mà mình có hai con cơ. Quân nó ra thì đã bị chết hết, mình chỉ bị mất một đám lính hai đầu thôi, còn giang vua vẫn còn nguyên. Và bắt đầu mình lại triển khai cái thế trận án ngữ ở cái vị trí này. Và khi mà mình đã khói thì mình có thể tấn công ngay nếu mà quân địch không có những cái loại quân phòng thủ khói mạnh như là Toren và máy ném bom. Các bạn có thể thấy mình chơi khá là nhạt khi mà quân địch không có khả năng bật, vì là mình đánh ép nhà rất là chuẩn, nó không bật ra được. Vậy lúc đầu mình nhặt hơn tài nguyên đó nữa, sau đó thì mình lại nhặt được hộp quán map khá là tốt. Đây là cách chơi các bạn đánh chuẩn một chút thì sẽ rất là dễ chơi. Và tất nhiên là gặp những thằng xanh nó có một cái lối đánh khác thì có thể là mình sẽ dùng cái loại quân khác, cũng như là thế
thế trận nó không được tốt như này chẳng hạn. Trận đấu này đã dần đi đến hồi kết rồi, nhưng mà quân địch không còn khả năng chống cự nữa, máy bay cũng đã hết. Và khi mà mình đã có khói thì máy bay 2 coi như là phế luôn rồi. Và cảm ơn mọi người đã xem nhé, chào mọi người.